Chào mọi người, mình là Trung bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu cho mọi người xem và lựa mua nha. Mọi người để ý xem giúp mình nha. Hôm nay thì đóng cần này đây. Để mình đẩy dạng nó qua bên quay cho mọi người xem cho nó dễ nha. Đây. Đầu tiên là một cái cần kinh tên nha mọi người. Đây. Kinh tên dòng New Six Star B24 đây. Đây. Khoan nhựa này có cái hư, có cái không hư nha mọi người. Đấy, về mọi người thay. Đấy. Về mọi người sửa thay đó tùy mọi người nhé. Đây. Bể này, mắt đá này. Đấy. Đầu bu thì còn nhé. Đấy. Đây, đầu. Ồ. Chỗ này nó bị yếu chỗ này rồi mọi người. Chỗ này mình thấy yếu rồi. Đây nè. Có vẻ yếu lặng lặng chỗ này rồi. Về mọi người hạ độc xuống dưới đây xíu nhé. Hạ độc xuống đây nhé mọi người. Đây. Hạ xuống đoạn khoảng cỡ 9 phần, 8-9 phần gì đó. Đấy. Ok. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người. Đây. Này bát nhựa vặn nhé. Bát nhựa vặn nhé. Dán cái tay nhiều quá rồi. Đây. Đây. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 92cm, đột là 2,3 ly, cân nặng là 210g. Đây là cái số 1. Số 1. Cái này 100.000. Số 1 100.000 nha mọi người. Số 2. Cái cần hôm nay cần là cần phíp hết nha mọi người. Đây, hôm nay cần chất liệu phíp hết chứ. Đây. Bát Fuji. Đấy. Đây, khoang của nó này. Có cái nứt bể, có cái mắt đá rồi luôn này. Đấy. Y như thế này nha mọi người. Cái cần này thì chỉ có 2 lóng thôi. 2 lóng thôi nha. Đây. Dính sơn nha mọi người, dính sơn ít thôi, không sao cả nhé. Đấy. Cần này dài 1m9, thu vào là 1m04, đọt là 2,8 ly, cân nặng là 210g. Đây này cái số 2. Số 2. Cái này 100 luôn nha mọi người. Số 2 100. Số 3. Đây, số 3 là cái cần này. Bát Fuji FS6. Đấy. Ngoại hình cũng còn khá là đẹp nhá. Chỉ có là dàn khoang này. Khoang thì có cái nứt mắt đá rồi này. Bể mắt đá rồi nè. Đấy hai cái này. Còn ba cái này thì nhìn còn có vẻ ok nhá. Ba này nhìn ok. Về người thay hay là thay dàn khoang hay là thay từng cái này thì tùy người nhá. Đấy, đầu bu này. Đầu này đầu Fuji nha mọi người. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Cần dài 3m25, 3m25, đo thực tế rút ra có 3m25, thu vào là 90cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 220g. Cây này cây số 3. Cây này 140.000. Số 3 140.000 nha mọi người. Số 4 là một cây cần 2m7 này đây, cũng cần xe máy nha mọi người. Bát Fuji FS6 này. Đấy. Đây. Khoang của nó đây, còn hai cái này, còn hai cái này thì mắt đá hư rồi mọi người, về thay hai cái này đi. Đấy. Đầu bu Fuji. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng nhé.
Cây cần này dài 2m7, thu vào là 1m02 cm, đọt là 2,8 ly nha mọi người. Cân nặng là 200 g. Đây là cây số 4. Số 4, cây là 120.000. Số 4 120.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 5 tiếp tục là một cây cần kính tên. Đây, 39. Đây, dàn khoan của nó thì hầu như là hư hết rồi, về mọi người thay. Đầu bu còn nhá, đầu bu Fuji nhá. Vặn luôn nguyên đá này nè. Đây, đầu bu Fuji nhá. Một lóng này, hai lóng này, ba lóng này, bốn lóng này. Bass Fuji FX7. Cần này 3m8. Đo thực tế 3m8. Thu vào 1m08, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 320 g. Quay mình đang ngắm ngủ kinh rồi nè. Đây là cái số 5. Số 5. Cây này 120.000. Số 6 là một cây cần Shimano. Đây, Shimano. Cần này bằng bãi hay là có lục cũng được nhé. Đây, dàn khoan này thì nó khá là hư rồi, vậy mọi người thay dàn khoan đi. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người, năm lóng tất cả. Đấy, cái khoan cái này, khoan cái vẫn còn nhé, có chỗ này nó bị sổ rồi mọi người nhắc vào thôi. Đấy, khoan cái vẫn còn nha mọi người. Đấy, có một bên là bị sổ ra, về mọi người cho vào keo hoặc cột lại nhé. Bass Fuji FX8 nha. Cần này hiện tại đang dài 4m3, thu vào là 1m03, đột là 2,9 ly, cân nặng là 460 g. Cái này cái số 6. Số 6, cây này 160.000. Số 6, 160.000. Đây, số 7 là cần này, kim tên. Đấy, khoan này đây, khoan nhựa. Đấy, đầu bu thì mà mắc đá rồi, về mọi người thay luôn, tốt nhất về mọi người thay cái dàn khoan luôn rồi mình bán cho mọi người lấy cái này về lấy phôi nhá, lấy phôi thôi nhá. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, về thay dàn khoan thì xài cho sướng. Bass Fuji FX6 này, cần này dài 3m6, thu vào 1m, đột là 2 ly, cân nặng là 180 g. Nó bị mắc cái nắp vặn chân cần này, về mọi người chế cái nắp su vặn vào nhé, chế cái nắp su vào đây. Đấy, tí nữa mình sẽ dán cái băng keo bịt cái này lại cho nó khỏi tục. Đấy, cái này cây số 7. Số 7, cây này 100. Số 7 100 nha mọi người.
số 8 cây này súp 24 đấy, dàn khoan cũng hư hết rồi đấy, về mọi người thay dàn khoan còn đầu bu nhé mọi người. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng nhé. Đây vách nhựa vặn, căn này dài 24, thu vào là 84 cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 180 gram. Cây này cây số 8, số 8 cây này 70.000, số 8 70.000. Tiếp theo số 9 tiếp tục một cây cần súp đấy, chất liệu phíp luôn, toàn bộ là chất liệu phíp mọi người đấy, bát Fuji này đấy, hôm nay toàn cần phíp rẻ thôi nha mọi người đấy. Đây đầu bu nó bị bung chỗ này rồi, về mọi người cọc cước lại cũng được đấy, khỏi cần thay đầu bu, chỉ cần thay mấy cái khoang này thôi đấy. Này đọc rất cứng nhé, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Đây cần dài 3,3 m, thu vào là 93 cm, đọt là 3,4 ly, cân nặng là 440 gram. Thế này cây số 9, cây này 100, số 9 100 nha mọi người. Số 10 là cây cần này, ngoại hình thì cũng hơi cũ rồi đấy, chất liệu phíp nha mọi người, bát FX7 này đấy, dàn khoan thì cũng hư hết rồi, hư hết khoan rồi, về mọi người thay khoan thôi, đầu bu Fuji ok nha mọi người đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nhé, năm lóng. Cái cần này dài 4,1 m, thu vào là 98 cm, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 480 gram. Đây này thì ngoại hình hơi cũ, đây là cây này cây số 10, số 10 cây này mình bán 100, số 10 100 nha mọi người. Số 11 là một cây cần súp Daiwa, đây Daiwa nha mọi người đấy, 3,6 m, câu lục súp và câu lục bạc bãi cũng được đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Đấy, dàn khoan thì khoan cái còn ok nhé, còn mấy khoan trung gian này thì nó hư hết rồi. Đấy, đầu bu vẫn còn nhé. Bát Fuji FX7. Cần này tại mình đang đo thực tế là 3,55 m, thu vào 1,08 m, đọt là 2,7 ly, cân nặng 460 gram. Cây này cây số 11, 11 cây này 150.000, 11 150.000. Đây, 12 tiếp tục một cây súp. Đây dàn khoan của nó thì hư một cái khoan chỗ này, còn mấy khoan này còn ok nhé. Đấy, hư một khoan này, 4 khoan với một đầu bu thì hư một cái khoan này. Đấy, đầu bu này ok.
đồ bu liền luôn nè, một lóng, hai lóng, ba lóng. Bát FS6 cần này dài 2m9, thu vào là 1m04, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 140g. Cái này cây số 12 nha mọi người, 12. Cây này à, cây này 80.000 nha mọi người. À, cây này nó bị vỡ cái nắp chân cần như này về, mọi người lấy miếng xu bắt vào đây nhé. Tiếp theo là cái cần này, cũng là cần xích nha mọi người. Đấy. À, khoan của nó thì khá là hư rồi, mọi người thay dòng khoan đi. Đầu bu thì còn nhé, đầu bu thì còn. Đây, đầu bu Fuji đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, bốn lóng nha mọi người. Bát Fuji FS6 cần này dài 3m9, thu vào là 1m09 nha mọi người, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 300g. Cây này cây số 13. Cây này cây số 13. Cây này 90.000. 13 90.000 nha mọi người. Đây cái cần này CX300 gì đây. Ok. Rồi. Này thân khá là gòn. À, bát là Fuji FS6 nhé. Đấy, dàn khoan thì hư rồi. Đấy, còn đầu bu. Đây, đầu bu nó cũng quẹo quẹo đây. Về thay dàn này lấy cái phôi với lấy cái bát thôi nha mọi người. Đấy. Thì vẫn còn đây, một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Cần dài 2m9, thu vào là 1m07, đọt 2,2 ly, cân nặng 160g. Cây này cây số 14. Cây này 70.000. 14 70.000. Số 15 là một cây cần Olympic. Đây, Olympic. Đấy. Thì đây là 3m9 nhưng mà chắc còn không đủ 3m9 đâu. Đây. Dàn khoan thì mình thấy nó cũng tương đối hư rồi nha mọi người. Về thay khoan, thay đầu bu đi. Đầu bu mắc đá rồi. Thay luôn. Đấy, cái đọt này hình như cũng bị hạ xuống một ít rồi nha mọi người. Bị gãy hạ xuống một ít rồi. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm. 5 lóng nha mọi người. 5 lóng. Bát Fuji FS6 FS7 này. Cần này hiện tại đo là dài 3m7, thu vào là 90cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng 200g nhé. Đây này cây số 15.
căn số 15. Đây là 101 nha mọi người. 15 101. Olympic. Số 16 là cái căn này. Đây. Bát Fuji. Đấy. Dàn khoan của nó thì tương đối hư rồi, mọi người thay dàn khoan đi nhé. Đầu bu thì còn này. Đấy. Đầu bu extra. Cũng đầu bu liền luôn. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng. Bốn lóng nha mọi người. Cần hiện tại dài 3m7. Đấy. 3m7 thu vào là 1m05, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 240g. Cây này cây số 16. 16. Cây này 90.000. 16 90.000 nha mọi người. Số 17 cũng là cây cần súp. Đây, dàn khoan của nó cũng hư hết rồi, về người thay dàn khoan nhé. Đầu bu thì có đây, nhưng mà nếu thay dàn khoan thay luôn đầu bu cho nó đẹp. Đấy, bao nhiêu tiền cả. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Bốn lóng. Đây. Bát Fuji F7. Cần này dài 3m7, thu vào là 1m07, đọt 2,8 ly, cân nặng là 320g. Đây, cây này cây số 17. Cây số 17. Cây này 100. 17, 100 nha mọi người. Số 18. 18 là một cây cần hiệu Cosin. Đấy. Mà hình cũng hơi cũ rồi. Đấy. Bát Fuji FS6 nha. Fuji FS6. Đây. Dàn khoan của nó thì nhìn cũng có cái được. Đây. Cái này hư rồi này. Đấy. Cái này cũng hư rồi này. Hư này. Đấy. Về. Đây, hư luôn. Sau về mọi người thay luôn cái dàn khoan này nhé. Giữ cái phôi với lại cái đầu bu này lại thôi. Đấy, đọt này. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng. Bốn. Năm. Sáu. Sáu lóng nhé. Bát Fuji FS6. Cần này hiện tại đang dài 5m1, thu vào là 99cm, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 320g. Cái này cây số 18. 18. Cái này 120.000. 18 120.000. Tiếp theo số 19, tiếp tục một cái súp của Daiwa 24. Đấy. Khoan của nó thì cũng tương đối hư rồi, về mọi người thay cái khoan đi. Thay ba khoan này đi. Đấy. Đây, đầu bu của nó đây. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng nha mọi người. Ba lóng. Bát Fuji. Cần dài 24, thu vào là 92cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 210g. Cây này cây số 19. 19. Cây này 100. 19, 100. Số 20, cái cần Excel sub 39. Đấy. Đây.
này, dàn khoan của nó đây. Ok, khoan này hư rồi này. Đấy, cái khoan này cũng có nứt nhiều, mọi người thay đi, thay đi nhé. Đấy, đầu bu này thay về, thay báo khoan đi nha mọi người. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nhé. Đấy, bát Fuji FX7 nhé. Cần dài 3m9, thu vào 1m08, độc 2,6 ly, cân nặng là 300g nhé. Cây này cây số 20. Cây này 100. 20, 100. Đây, thằng này in Korea, 27. Dàn khoan cũng hư hết rồi. Đấy, đồ bô cũng hư luôn. Vậy lấy cái phôi với lấy cái bát thôi mọi người. Thay dàn khoan đi. Một lóng nè, hai lóng nè, ba lóng nè. Bát Fuji FX6 nhé. Cần này dài 2m7, thu vào 1m01, đột 2,9 ly, cân nặng 180g. Cái số 21. Cái này 101 nha mọi người. 21, 101. Là một cây Holiday Spring Shimano số 10 nha mọi người. Đấy, 22 Shimano nhé. Đấy, bát Fuji. Đấy, này tục rồi. Đấy, dàn khoan cũng hư hết rồi, chỉ còn cái đầu bu thôi nha mọi người. Khoan hư hết rồi, còn cái đầu bu thôi. Đấy, đầu bu Fuji nhé. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng. Ba lóng. Cái cần này hiện tại dài 2m9, thu vào 1m09, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 240g. Cây này cây số mấy của người ta, số 22. Cây này 120.000, 120.000 nha mọi người. Hai mươi ba. Cần Kanto nha mọi người. Kanto giờ khoan cũng hư hết rồi, còn có đầu bu thôi nha mọi người. Khoan hư hết rồi, còn có đầu bu thôi. Đấy, đọc này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, hai lóng. Đây, bát vặn kim loại nhé. Cần này dài 2m7, thu vào là 1m07, 1m02 chứ, độc là 2,2 ly, cân nặng là 200g. Cái này cái số 23. Cái này 90.000. 23, 90.000. Đây, cái gần kinh tên dòng Digistar này, 3m. Đây, khoan của nó thì còn được hai cái này, cái này với cái này còn hư. Đây là hư hai khoan nhé, về mọi người thay hoặc thay hết hai hai khoan hoặc thay hết tùy mọi người. Đầu bu Fuji này, một lóng, hai lóng, ba lóng. Bát Fuji FX6.
Cần này dài 3 mét, thu vào 1m09, đột là 3 ly, cân nặng là 160g. Cây này cây số 24. 24. 120.000. Số 25. Đây. ISO Sabiki 4,5. Dàn khoan kim loại nha mọi người. Khoan kim loại, có một cái khoan này nó hư rồi này. Đấy. Mà theo mình nghĩ thì cái dàn khoan này về mọi người thay luôn cái dàn khoan khác cho nó đẹp nhé. Khoan kim loại thì hư thì mọi người về mọi người đánh xài vẫn được nhé. Đây, đồ bu vẫn còn nhé. Đọc đây. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người. Bát của nó đây. Cần này dài 4,5 m, thu vào là 99 cm, đột là 1,8 ly, cân nặng 280g. Cây này cây số 25. 25. Cây này 120.000. 25 120.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video cần câu hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người mua hàng thì vui lòng lưu ý giúp mình là phải điện thoại trực tiếp, số điện thoại mình ghi trên tiêu đề đó là số 0786555599 nhé. Điện thoại trực tiếp nha mọi người, là trực tiếp. Chứ còn bây mình thường thì người khách lạ mà mua mà nhắn tin là rất là khó mua được, tại vì mình không có kịp đọc tin nhắn nhé mọi người. Đấy. Điện tốt nhất thì mọi người điện vào giờ hành chính giúp mình là khoảng từ sau 8 giờ hoặc 9 giờ sáng cho đến 4:30 chiều nha. Thì giờ đấy là tốt nhất, còn những giờ khác thì có hồi máy bận hoặc là nhân viên bận không bắt máy nha. Mọi người thông cảm nha. Với lại mọi người mua hàng thì đơn hàng từ 200.000 trở lên mình với ship code nha. Mọi người phải kiểm tra hàng cẩn thận. Tức là nhận hàng mọi người được phép mở hàng ra kiểm tra xem nếu như có vấn đề về hư hỏng gì khác so với trên video, hoặc bể vỡ nứt gì đó trong quá trình vận chuyển thì mọi người báo ngay cho bên mình để phối hợp giải quyết nha. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ không chịu xem hàng rồi nhận hàng xong rồi mới báo cho mình bị này bị kia nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.